Hướng dẫn ký số từ xa mai sai trong lĩnh vực giáo dục. Chữ ký số từ xa mai sai đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Chữ ký số mai sai có giá trị pháp lý như chữ ký tay và con dấu truyền thống. Mai sai giúp giáo viên thực hiện ký kết hồ sơ và học bạ điện tử ngay trên di động có kết nối Internet, mọi lúc mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản. Với tính năng ký đồng thời nhiều học bạ giúp tiết kiệm thời gian, công sức thay vì in ấn, quản lý, vận chuyển như phương thức truyền thống. MySai đáp ứng toàn bộ các quy định của Bộ Thông tin Truyền thông và đạt tiêu chuẩn an toàn bảo mật cao nhất trong giao dịch điện tử, tiêu chuẩn EIDAS châu Âu. Hiện, Viettel đang thúc đẩy việc tích hợp với các phần mềm giáo dục như Quảng X, Vindu, PMT School, VS School, Esmart. Sau đây, Viettel sẽ hướng dẫn các bạn thao tác ký học bạ trên phần mềm giáo dục Esmart. Bước 1. Quét mã QR hoặc tìm từ khóa MySai trên App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng MySai xuống thiết bị di động. Bước 2. Truy cập và đăng nhập vào hệ thống học bạ điện tử Esmart. Bước 3. Thiết lập chữ ký số từ xa. Bấm vào mục tên người ký duyệt để nhập tài khoản MySai đã đăng ký và tải ảnh chữ ký. Bước 4. Chọn phương thức ký số từ xa MySai. Bước 5. Chọn học bạ cần ký duyệt. Bước 6. Chọn loại chứng thư số để ký duyệt. Bước 7. Bấm xác nhận ký học bạ đã chọn, sau đó yêu cầu ký duyệt sẽ được gửi về ứng dụng MySai. Bước 8. Đăng nhập vào ứng dụng MySai bằng tài khoản đã đăng ký. Bấm vào mục danh sách xác thực ký và thực hiện xác nhận ký duyệt học bạ đã chọn. Ký duyệt thành công, thầy cô có thể xem học bạ đã được ký duyệt trên hệ thống.